Ơi không biết cho mọi người nha, làm thử tô làm mọi người. Tô gần xong rồi. Làm thợ giỏi giờ thợ dữ dằn lắm mà mới được tao quay phim đó. Trời ơi, cũng tao hôm tao đâu kia mày phụ. Mày kia đâu ráo cày đất luôn, luôn nước chảy đâu vào đây hết. Thì mấy ông đó nghỉ mà. Đài kiểm soát thị trấn Bình Đại chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe thông báo về tiến độ bầu cử. Vào lúc 9 giờ ngày hôm nay, tỷ lệ cử tri các khu quốc đi bầu cử đạt 65%. Tỷ lệ này còn rất thấp so với tiến độ. Ủy ban nhân dân thị trấn trân trọng kính mời cử tri chưa đi bầu cử hãy tích cực chủ động tham gia bầu cử để tiến độ bầu cử đạt theo yêu cầu. Bảo chị và các bạn nghe thông báo về tiến độ bầu cử. Vào lúc 9 giờ ngày hôm nay, tỷ lệ cử tri các khu quốc đi bầu cử đạt 65%. Tỷ lệ này còn rất thấp so với tiến độ. Ủy ban nhân dân thị trấn trân trọng kính mời cử tri chưa đi bầu cử hãy tích cực chủ động tham gia bầu cử để tiến độ bầu cử đạt theo yêu cầu. Đài kiểm soát thị trấn Bình Đại chào quý vị và các bạn. Bảo chị và các bạn nghe thông báo về tiến độ bầu cử. Vào lúc 9 giờ ngày hôm nay, tỷ lệ cử tri cực mà tâm lẽ kìa. Bây giờ anh em nghỉ trưa mọi người ạ. Thôi nghỉ trưa đó. Ăn cơm nước. Nhà cũng làm xong buổi sáng là xong ha. Tô xung quanh xong hết trơn rồi. Nhưng có 3 ngày. 3 ngày nữa mình mới cho chủ nhà bơm cát xong xuôi ra đầy đủ rồi mới làm được chứ sâu quá. Không thể nào lên cột cũng đâu được. Chiều nay thằng này nghỉ thế 3 bữa nữa mình mới quay video lên nữa nha mọi người. Thì giờ nghỉ 3 ngày mình làm cầu cũng lắp cầu cũng mới đổ buổi trời sáng này cũng xong hết luôn mọi người. Rồi làm cho mấy người làm đông làm tiến độ cũng lên để làm rồi còn tô xung quanh mấy trong xung quanh hết. Giờ nghe bây giờ nghỉ nghỉ mình 3 bữa nữa mình mới lên video nữa công trình đây này nữa nha mọi người. Nhưng mà mình cũng lên video mình quay cái chỗ khác nhé. Thì ở đây mình ngưng 3 ngày nữa mình mới có lên video ở công trình tại chỗ này. Mình tạm thời ngưng 3 ngày nữa mình cũng kiếm cái chỗ khác mình làm vậy cho các cho người xem mình kênh mình hàng ngày. Anh chị mọi người ở đâu coi kênh mình thì nhớ cho mình xin một like nha mọi người, kênh đăng ký cho kênh mình càng ngày càng phát triển cho mình lên nha mọi người. Tại vì kênh kia mình quay không biết bị gì phạm gì mà phá rồi giờ mình mới tài bản lại cái kênh này nên cũng chưa có anh chị ai biết cái kênh mình này nhiều nữa nên mình xin mọi người cứ coi kênh mình này nhớ cho mình xin một like và một kênh đăng ký cho mọi người. Rồi thôi giờ vận chuyển hôm nay quay video này càng
này tạm tóm tắt ở đây cho mọi người xem nhé. Mọi người nhớ cho mình xin một like nha, một cái đăng ký nha. Phần Nguyễn rất cảm ơn mọi người nhiều nha. Phần Nguyễn cũng tạm chia tay mọi người video này nha.